mất liên lạc với một máy bay tìm kiếm phi công Su-30 MK2. Theo nguồn tin không chính thức, khi mất liên lạc, có 9 người trên máy bay bao gồm một đội tìm kiếm và 2 phi công. Trưa nay 16 tháng 6, nhiều nguồn tin không chính thức cho biết thông tin một máy bay bay tuần thám KC-212 của cảnh sát biển đi tìm chiếc Su-30 MK2 và phi công Khải đã mất liên lạc từ trưa nay trên vịnh Bắc Bộ. Khi mất liên lạc, có 9 người trên máy bay bao gồm đội tìm kiếm và 2 phi công. Cách đây ít phút, trao đổi với phóng viên báo Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh, lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải cho biết trưa nay có nhận được thông tin là một máy bay bên quân đội trong lúc tìm kiếm cứu nạn phi công Su-30 thì mất liên lạc. Không biết đến giờ này đã tìm được chưa, vụ việc phía bên Bộ Quốc phòng đang triển khai xác minh. Tuy nhiên, ông Công không cho biết chủng loại máy bay và số người có mặt trên đó. Trao đổi với báo Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh, Cục trưởng Cục Kiểm ngư Lưu Văn Huy cho biết cũng mới nhận được thông tin, hiện cảnh sát biển vùng vẫn đang quan sát trên biển. Theo báo Nghệ An, trên máy bay KC-212 đang mất tích liên lạc khi đi tìm Su-30 có 9 người gồm 3 phi công, 1 thợ máy và lực lượng trinh sát tìm kiếm. Khu vực máy bay bị mất liên lạc là vùng Bạch Long Vĩ. Trong số những người trên máy bay KC-212 đang mất liên lạc có Đại tá Lê Kiếm Toàn, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 918 phòng không không quân. Đến 17:50, lực lượng chức năng đã phát hiện một vệt dầu loang ở vùng biển Bạch Long Vĩ. Đại tá Lê Kiếm Toàn, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 918 phòng không không quân là một phi công đã từng tham gia tìm kiếm MH370. Lúc 18 giờ trao đổi với Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Văn Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng cho biết, chúng tôi nhận được thông tin máy bay tìm kiếm phi công Khải Su-30 MK2 bị mất tích từ trưa ngày 16 tháng 6 nhưng chưa nhận được chỉ đạo cụ thể bằng văn bản. Tuy nhiên cho đến giờ này, tất cả lực lượng như biên phòng, các quận huyện ven biển, Trung tâm Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam sẵn sàng trực cho công tác tìm kiếm. Tôi trực tiếp chỉ đạo việc tìm kiếm này, dự kiến tất cả sẽ đợi chỉ đạo và sẵn sàng công tác suốt đêm nay. Thông tin mới chúng tôi sẽ có báo cáo. Tuy nhiên, trao đổi với phóng viên, một cán bộ của phòng tuyên huấn Lữ đoàn 918, phòng không không quân nơi được cho là có máy bay mất tích, phủ nhận việc máy bay thuộc quản lý của đơn vị này mất tích. Máy bay của chúng tôi không có vấn đề gì, chúng tôi không có thông tin gì khác, vị cán bộ này nói. Như đã đưa tin, sáng 14 tháng 6, máy bay quân sự Su-30 MK2 gặp nạn trên biển vào khoảng 7:30 khi cách thành phố Vinh, Nghệ An khoảng 40 km. Sau đó máy bay này được xác định rơi tại vùng biển khoảng 18-19 độ Vĩ Bắc, 106,4 độ Kinh Đông, cách đảo Mắt, thị xã Cửa Lò, Nghệ An về phía đông khoảng 4-6 km. Trên máy bay lúc đó có hai phi công là Thiếu tá Nguyễn Hữu Cường, Lục Ngạn, Bắc Giang và Thượng tá Trần Quang Khải, Lạng Giang, Bắc Giang. Ngày 15 tháng 6, tàu cá của ngư dân đã cứu vớt được Thiếu tá Cường. Đến thời điểm hiện tại, Thượng tá Khải vẫn chưa rõ tung tích. Lực lượng tìm kiếm cứu hộ vẫn đang nỗ lực hết mình. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.